Hi, xin chào các bạn nha. Thì rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình rất nhiều về những video mới mà mình đã up lên YouTube. Thì các bạn có ủng hộ và xem cũng nhiều các bạn thì mình gửi lời cảm ơn chân thành đến với các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu một cái sản phẩm mà mình mua ở Aeon lâu ngày rồi mình không có lấy ra mình sử dụng các bạn. Thì hôm nay nó bị một số vấn đề thì sẵn đây nhân tiện mình sẽ làm một video mình để mình nói về sản phẩm này cho các bạn để tránh các bạn mua phải nha các bạn. Ok, thì sản phẩm ngày hôm nay của mình đó là một cái thước kẹp nha các bạn. Đó, các bạn thấy chữ chữ Nhật Bản không? Thì theo cái giấy mà thông tin của sản phẩm mà được dán ngoài sau này nè, mình mua Aeon đó thì nó để là phân phối, nó để là nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản nha bạn, nhưng mà xuất xứ là xuất xứ Trung Quốc nha bạn. Đó, nó rất là bất cập. Thì khi mà mình mua sản phẩm như thế này thì nó đóng trong hộp, mình không thể nào mình test được nha các bạn. Thì lúc trước mình cũng sử dụng bình thường thôi, không có gì cả, nhưng mà ngày hôm nay không biết lý do gì sao á, nó bị liệt cái nút mở nha các bạn. Đây, nó bị liệt cái nút on off này nha các bạn. Thì mình tính khui ra để mình sửa chữa. Thì nếu mà mình mở được ra cái máy này, mình sửa chữa nút đây rất là dễ nha các bạn. Có thể nó bị ten lâu ngày quá, nó bị ten trong này, cho nên cái tiếp điểm của mình á thì mình ấn mở nó không được nha các bạn. Thì các bạn xem sản phẩm này này, thì về những cái ngoại hình của nó này, nhựa nó không có được đẹp nha các bạn. Thứ hai nữa, cái nút thang đo kéo này nó rất là lỏng, các bạn nghe không, rất là lỏng, này cũng bị rơ nha các bạn, nó lỏng lắm. Ừ, đó các bạn thấy nó sụt sịch không, đó, nó rất là dở nha các bạn. Loại thước này thì những cái loại thước mà mình có mua cũng đã từng qua sử dụng thì mình thấy con này nó rất là tệ, nó tệ lắm các bạn. Mình không nhớ là mình mua bao nhiêu tiền nhưng mà nó mình mua trong Aeon nha các bạn. Đấy, thì những cái nút này các bạn thấy không, nó không có độ bám dính. Đó, rất là lỏng, lỏng nha bạn, lỏng lắm. Rồi cái nút mà bỏ pin cũng vậy nè các bạn, đó các bạn thấy không, mình gỡ đây này, đó, kiểu như nó không có khớp nha bạn, làm nó rất là lỏng lẻo như đồ chơi các bạn à. Đó, thì mình để cái thước này đã lâu rồi mình không sử dụng, nhưng mà hôm nay á, mình lấy ra để mình đo cái kích thước của cái cầu chì ở trong cái đồng hồ điện của mình đó bạn, nó bị cháy rồi. Mình muốn đo cái thước thì mình phát hiện là cái nút on off này các bạn, mình tắt không được, mở cũng không được luôn các bạn. Cái nút mà set zero thì còn được nha các bạn, để mình kéo ra cho các bạn xem. Đây, đó, đây, mình bấm nút set zero nha các bạn, đó, nó ăn liền. Nhưng mà khi mà mình tắt cái nút on off này, mình đi cỡ này nè, mà nó không có tác dụng gì luôn các bạn, đó, đâu có tác dụng gì đâu, không? Mình tính mở ra, nhưng mà cuối cùng loay hoay mở không được nha các bạn. Thì lý do gì sao mà mình mở không được cái này ra là cái phần màu đen này nè, cái vùng này nè, nó chứa cái mạch ở trong nè các bạn, là nó dán keo nha các bạn, nó dán keo luôn chứ không phải là có những cái con ốc trên đây để mình vặn ra nữa, mà đây là nó dán, nó dùng keo 502 sao đó, nó dán chặt dính với cái phần này luôn các bạn. Mình đã tháo ra thử rồi nha các bạn, mà cuối cùng mình suy nghĩ lại là thôi xài tạm nha các bạn, xài tạm.
chứ mà tháo bung ra nó có khả năng nó sẽ bể phần lớp nhựa này nha bạn, có thể hư cái mặt luôn, cho nên mình quyết định là thôi sử dụng tạm nha bạn, mình cũng không sử dụng nhiều. Đó. Thì qua video này mình muốn gửi tới các bạn sản phẩm thước kẹp này nha bạn. Các bạn nếu mà có ý định mua thước kẹp này thì tránh con này ra nha bạn, nó dở lắm bạn ơi. Đó. Rồi hộp nó đây nha bạn. Ok ok thì mình xin tạm dừng video tại đây. Thì các bạn cảm thấy video này có ích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh cũng như like share cho mọi người cùng biết nha bạn. Nhớ bấm chuông để nhận được những video mới mà mình up lên video lên YouTube nha bạn. Ok, cảm ơn bạn, chào tạm biệt các bạn nha.